Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đại biểu, đề tài nghiên cứu sử dụng tế bào gốc trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một đề tài cấp nhà nước, và trong đề tài này thì gồm có hai nhánh, một nhánh là có nguồn tế bào gốc từ tủy xương và một nhánh là tế bào gốc từ mô mỡ. Thì để tiếp nối với phần kết quả của tế bào gốc từ tủy xương thì sau đây tôi xin trình bày phần nhận xét các bước đầu điều trị của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bằng tế bào gốc tự thân từ mô mỡ. Đặt vấn đề như các quý vị đã biết, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một bệnh có cái gánh nặng lên kinh tế xã hội cũng như là sức khỏe. Bệnh thì là nguyên nhân tử vong đứng thứ tư trên thế giới và dự báo sẽ đứng thứ ba vào năm 2020. Bệnh thì có chi phí trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí ở Mỹ là khoảng 30 tỷ đô la và ở châu Âu thì khoảng 40 tỷ đô la. Tại Việt Nam thì tần suất bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chiếm khoảng 6,7% dân số. Các cái điều trị hiện tại hiện nay thì cho thấy rằng là bệnh các cái thuốc thì có thể cải thiện được triệu chứng nhưng không thể làm thay đổi những cái diễn biến tự nhiên của bệnh cũng như là sửa chữa các cái tái tạo cấu trúc của phổi. Và việc mà kết hợp rất là nhiều thuốc và dùng kéo dài thì có thể có những cái tác dụng phụ. Trong hiện nay thì trong y văn người ta có đưa đến một cái điều trị tái tạo ở trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với các liệu pháp tế bào bên ngoài cũng như là liệu pháp tế bào bên trong. Trong đó liệu pháp tế bào bên ngoài tức là truyền cái tế bào gốc ngoại sinh để sửa chữa các cái cấu trúc bị tổn thương ở trong hệ hô hấp. Trong các nhóm mà tế bào gốc ngoại sinh được nghiên cứu trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì bao gồm có tế bào gốc ở phôi, tế bào gốc vạn năng cảm ứng, tế bào gốc trung mô và tế bào gốc phổi. Các cái tế bào gốc từ phôi và tế bào gốc vạn năng cảm ứng thì cũng đã được thử nghiệm ở trên mô hình động vật. Tuy nhiên là người ta thấy rằng có xuất hiện các yếu tố nguy cơ liên quan đến vấn đề phát triển những cái khối u. Vì vậy hiện nay thì tế bào gốc trung mô được coi là một cái ứng cử viên trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tác động của tế bào gốc trung mô thông qua các cái cơ chế liên quan đến giải phóng các cái chất trung gian liên quan đến việc kháng viêm, điều hòa miễn dịch cũng như là sửa chữa các cái cấu trúc của phổi và thông qua cái quá trình là ức chế quá trình chết tự nhiên. Tế bào gốc ở mô mỡ thì thấy rằng mô mỡ là một cái phần mà có thể cung cấp được cái nguồn tế bào gốc nhiều nhất ở trong cơ thể. Thông thường thì một số lượng tế bào gốc và tế bào tiền thân ở trong tế bào gốc từ mô mỡ thì có thể chiếm từ 2 đến 10% với cái số lượng của toàn bộ tế bào. Và tùy vào vị trí cho cũng như là vị trí của mô thu hoạch thì 1 gam mô mỡ có thể phân lập từ 0,5 nhân 10 mũ 4 cho đến 2 nhân 10 mũ 5 các cái tế bào gốc. Và để xác định được là cái tế bào gốc từ mô mỡ có thể phải tế bào gốc trung mô hay không thì người ta có dựa vào những cái marker, những yếu tố CD để xác định xem là nó phải là thành phần của tế bào gốc trung mô. Các cái ứng dụng của tế bào gốc từ mô mỡ trong việc điều trị để các cái bệnh lý phổi thì cũng đã được thực hiện, tuy nhiên là các cái số lượng các bệnh nhân nghiên cứu còn rất là nhỏ và đưa ra những cái kết quả ban đầu. Và trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hiện nay thì việc sử dụng tế bào gốc từ mô mỡ cũng đang ở trong giai đoạn được tiến hành ở những cái giai đoạn đầu tiên và chưa có những cái thống kê về mặt kết quả cũng như là đánh giá về những cái tính an toàn của sử dụng tế bào gốc từ mô mỡ. Đề tài của chúng tôi được thực hiện nhằm mục đích là mục tiêu là nhận xét cái tính an toàn và kết quả lâm sàng sau 3 tháng cũng như là 6 tháng trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bằng tế bào gốc tự thân từ mô mỡ. 9 bệnh nhân đối tượng và phương pháp, chúng tôi có 9 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn nặng ở trong cái nhánh mà được truyền tế bào gốc tự thân từ mô mỡ. Các bệnh nhân này thì được đáp ứng các cái tiêu chuẩn lựa chọn là từ 40 đến 80 tuổi, được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính theo Gold năm 2016 với cái chỉ số FEV1 dưới 60% và bệnh nhân phải có ít nhất 2 đợt cấp hoặc ít nhất 1 đợt cấp nhập viện trong 1 năm trước đó và bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu. Các cái tiêu chuẩn loại trừ chính thì bao gồm là các bệnh nhân có các bệnh lý phổi khác kèm theo cũng như là có các cái bệnh lý mà có ý nghĩa không ổn định về mặt lâm sàng thì các bệnh nhân đều được không được tham gia vào nghiên cứu. Đây là cái nghiên cứu căn nghiệm thử nghiệm lâm sàng. Địa điểm nghiên cứu thì được thực hiện tại trung tâm hô hấp cũng như trung tâm đơn vị gen và tế bào gốc của trung tâm y học hạt nhân và ung bướu, trung tâm huyết học và truyền máu của bệnh viện Bạch Mai. Các cái phương pháp thu thập số liệu thì sẽ dựa vào cái mẫu hồ sơ bệnh án nghiên cứu thống nhất và thông tin được lấy qua phỏng vấn thăm khám trực tiếp ở trên bệnh nhân. Với các bước tiến hành, các cái bệnh nhân thì sẽ được đưa vào sàng lọc. Khi các bệnh nhân đã đạt được những cái tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ thì bệnh nhân sẽ được tiến hành và ghép các cái tế bào gốc tự thân từ mô mỡ. Mỗi một bệnh nhân thì sẽ có 2 đợt ghép cách nhau 6 tháng và trong quá trình 6 tháng thì bệnh nhân sẽ được tiến hành theo dõi từng tháng một với các cái chỉ số lâm sàng cũng như là cận lâm sàng. Và khi kết thúc thời gian kết thúc
nghiên cứu với mỗi bệnh nhân là được theo dõi trong vòng 12 tháng. Trong suốt 12 tháng khi bệnh nhân được ghép các cái tế bào gốc tự thân từ mô mỡ thì bệnh nhân vẫn tuân thủ tiếp tục các cái vấn đề điều trị về liên quan đến thuốc theo cái phác đồ điều trị của Gold. Và những cái bệnh nhân mà được đưa vào truyền tế bào gốc từ mô mỡ thì bệnh nhân sẽ được chọc hút mỡ rồi được tiến hành xử trí tách chiết các tế bào gốc từ mô mỡ, đánh giá chất lượng khối tế bào có đạt đủ tiêu chuẩn hay không và sẽ được tiến hành truyền. Bệnh nhân sẽ được theo dõi sau 7 ngày. Trong vòng 7 ngày sau truyền và khi bệnh nhân ổn định thì sẽ được đưa ra ngoại trú để theo dõi. Các cái chỉ số nghiên cứu dùng để đánh giá, thứ nhất là đánh giá về tính an toàn của quá trình truyền tế bào gốc thì các bệnh nhân sẽ được đo các cái chỉ số mạch huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, SpO2 trước và sau khi quá trình chọc hút mỡ cũng như trước và ngay sau khi truyền các cái tế bào gốc trong vòng 2 giờ, 1 ngày và 7 ngày. Đánh giá được các cái vị trí liên quan đến vị trí đau, bầm tím, chảy máu, nhiễm trùng liên quan đến cái vị trí mà chọc hút mỡ và đánh giá các cái tai biến mà khi truyền tế bào gốc như là sốc phản vệ, các cái phản ứng dạng phản vệ, nhiễm trùng toàn thân, nhiễm trùng huyết, suy hô hấp, suy thận cấp, suy gan cấp, vân vân. Và các cái khối tế bào gốc trước khi truyền cho bệnh nhân thì đều được nuôi cấy để tìm các cái vi khuẩn và các cái vi nấm. Để đánh giá về lâm sàng ở những cái bệnh nhân mà truyền tế bào gốc thì chúng tôi khám lâm sàng thông qua các cái tần suất đợt cấp cũng như đánh giá các cái mức độ nặng của đợt cấp, mức độ khó thở MRC và đã dùng các cái thang điểm như St. George, CAS và các chỉ số BOD để đánh giá đến ảnh hưởng của cái chất lượng cuộc sống. Sử dụng cái khoảng cách đi bộ 6 phút, các bệnh nhân sẽ được đo chức năng hô hấp, đánh giá về khí máu động mạch và các cái chỉ số yếu tố viêm cũng như là chụp CT định lượng trước và sau khi điều trị tế bào gốc 12 tháng để đánh giá về cấu trúc của nhu mô phổi. Nghiên cứu này thì đã được thông qua đạo đức ban đạo đức của Bộ Y tế thông qua và các cái số liệu thì sẽ được xử lý theo phần mềm SPSS. Kết quả và bàn luận, thứ nhất là đặc điểm chung của 9 cái bệnh nhân mà được truyền tế bào gốc từ mô mỡ thì chúng tôi thấy rằng là các bệnh nhân này có độ tuổi trung bình khoảng 68 tuổi với cái chỉ số FEV1 là 44,4 cộng trừ 9,9%. Đánh giá về cái tính an toàn của quá trình truyền tế bào gốc tự thân từ mô mỡ trên 9 bệnh nhân thì chúng tôi đã tiến hành theo dõi các cái bệnh nhân trước và sau truyền để thấy rằng các cái chỉ số mạch, huyết áp, nhiệt độ và nhịp thở và SpO2 thì ổn định và không có sự tai biến. Có 9 trên 9 bệnh nhân thì có đau nhẹ ở cái vùng hút mỡ với chỉ số VAS là dưới 3 điểm. Có 5 trên 9 bệnh nhân thì có cái tình trạng là tím da bụng ở vùng hút mỡ. Cái hiện tượng tím này thường xuất hiện vào ngày đầu tiên và ngày thứ hai sau khi bệnh nhân được chọc hút mỡ và thông thường thì phải kéo dài đến khoảng 7 ngày thì bệnh nhân mới hết được cái tình trạng bầm tím. Không có bệnh nhân nào trong quá trình mà truyền tế bào gốc tự thân từ mô mỡ bệnh nhân có xuất hiện tình trạng sốt và có 9 trên 9 bệnh nhân cũng không xuất hiện những cái tai biến như là sốc phản vệ hay là nhiễm trùng toàn thân hay nhiễm trùng tại vị trí trong hút mỡ sau khi được truyền tế bào gốc. Và các cái nghiên cứu kết quả của chúng tôi thì cũng tương tự so với một số những cái tác giả họ đã thực hiện trên một số những cái ca lâm sàng thì thấy rằng là cũng ghi nhận là cái việc truyền tế bào gốc tự thân từ mô mỡ là an toàn và chưa có biến cố bất lợi nào. Đánh giá về mặt kết quả lâm sàng của bệnh nhân sau 3 tháng, 6 tháng điều trị tế bào gốc tự thân bằng mô mỡ thì 9 bệnh nhân này đã được theo dõi hàng tháng sau khi truyền tế bào gốc. Hiện nay thì trong vòng 3 tháng thì đã có 9 trên 9 bệnh nhân đã qua được mốc này và có 2 trên 9 bệnh nhân trong 6 tháng thì có 2 trên 9 bệnh nhân thì có xuất hiện một cái đợt cấp. Đánh giá về mức độ khó thở MRC thì chúng tôi đã so sánh các cái bệnh nhân, 9 bệnh nhân ở các cái thời điểm sau 3 tháng, sau 6 tháng thì thấy rằng là với cái chỉ số MRC thì bệnh nhân có cải thiện. Những cái bệnh nhân ban đầu thường là ở cái mức độ 2, tức là bệnh nhân thường là đi chậm hơn khi khó thở hoặc là dừng lại để thở. Với khi mấy người đi cạnh với người cùng tuổi thì sau cái thời điểm 6 tháng thì bệnh nhân có giảm đi được một độ của trong thang điểm AMC, tức là bệnh nhân chỉ khó thở khi đi nhanh hoặc là đi lao dốc. Đánh giá về cái ảnh hưởng của lên các cái chất lượng cuộc sống thì chúng tôi sử dụng các cái thang điểm CAS, St. George cũng như là chỉ số BOD ở các cái thời điểm trước 3 tháng và 6 tháng sau truyền tế bào gốc từ mô mỡ thì với cái thang điểm CAS thì chúng tôi thấy rằng là cũng có cái sự cải thiện trước khi truyền tế bào gốc từ mô mỡ thời điểm ban đầu thì thang điểm CAS thì khoảng 2-3 và sau khi điều trị được 3 tháng thì cái thang điểm kép giảm xuống là tỷ lệ trung bình khoảng 18 và sau 6 tháng thì làm tỷ lệ trung bình khoảng 15. Tuy nhiên là khi làm cái test so sánh ghép cặp trước sau thì các cái sự thay đổi này chưa có ý nghĩa thống kê.
Tương tự như vậy với các chỉ số xanh rót thì chúng tôi thấy cũng có cái sự giảm ở trên các cái chỉ số xanh rót và chỉ số BOD, và những cái chỉ số này cũng có sự cải thiện ở trên 9 bệnh nhân. Tuy nhiên là sự cải thiện này hiện tại thì cũng có chưa chưa có ý nghĩa thống kê. Về chỉ số đánh giá về chỉ số của chức năng hô hấp thì chúng tôi cũng thấy có về khoảng cách đi bộ 6 phút thì chúng tôi cũng thấy rằng là cũng có tương tự như là cái nghiên cứu tế bào gốc từ tủy xương, cũng thấy là bệnh nhân có một cái sự cải thiện rất là rõ rệt ở trong cái test đi bộ 6 phút. Khi mà trước điều trị thì cái số mét bệnh nhân đi được khoảng 340, thì sau 6 tháng bệnh nhân đã đi được gần 500 mét. Và cái chỉ số này thì là một cái chỉ số mà thể hiện rõ nhất cái sự tiến bộ của bệnh nhân sau khi được truyền ghép tế bào gốc từ mô mỡ. Về các cái chỉ số về chức năng hô hấp thì chúng tôi chưa thấy có sự cải thiện nhiều về các cái chỉ số chức năng hô hấp như là các cái chỉ số FEV1 rồi FVC, chưa có sự cải thiện nhiều ở trên cái chỉ số này. Tuy nhiên là có một số bệnh nhân ở trong nghiên cứu thì cũng thấy có sự cải thiện tốt hơn, tuy nhiên là cũng chưa có ý nghĩa thống kê. Ở đây tôi cũng đưa ra một cái ca lâm sàng. Đấy là một cái bệnh nhân nam 68 tuổi. Bệnh nhân thì có cái tiền sử hút thuốc 23 năm và đã bỏ được 2 năm nay. Bệnh nhân thì có phát hiện bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khoảng 4 năm và được điều trị thường xuyên bằng Spiriva cũng như là Bambex. Vâng, kết luận. Vâng. Hiện nay thì cái việc mà điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bằng tế bào gốc tự thân từ mô mỡ thì bước đầu đã cho thấy là có sự an toàn, và 9 trên 9 bệnh nhân chuyển tế bào gốc từ mô mỡ thì đã có cái cải thiện về mức độ khó thở cũng như chất lượng cuộc sống, khoảng cách đi bộ 6 phút, và hiện nay thì chưa có cái sự thay đổi rõ rệt về chức năng hô hấp. Thế tuy nhiên là chúng tôi cũng hy vọng là khi mà tiến hành đầy đủ trên các cái bệnh nhân thì có cái sự so sánh tốt hơn ạ. Đấy, cảm ơn. Cảm ơn thạc sĩ Thủy. Các quý vị đồng nghiệp có ai có câu hỏi nào không? Rồi, mời bác sĩ Hòa. Và khi đó thì sau đó thì mình thấy được rằng là cái test đi bộ 6 phút đó, nó cải thiện, tại vì nhiều khi đó là do vấn đề về điều trị nó phù hợp, nếu với lại cái mức độ khó thở ban đầu của bệnh nhân nó đã không có nhiều. Nên là cả cái chỉ số khác thì thấy không có thấy thay đổi gì nhiều hết. Thì mấy anh chị có để ý thấy cái câu chuyện là ngay cả ban đầu vô là cái chỉ số nó cũng không có, chỉ số MARC nó cũng thấp, là có 2 điểm thôi, là mức độ khó thở của bệnh nhân không có nhiều. Ở đây thì những cái bệnh nhân mà ban đầu thì khi mà đánh giá về AMASI thì bệnh nhân đây là cái thang điểm mà để dành cho bệnh nhân đánh giá cái khả năng chủ quan của bệnh nhân, tức là bệnh nhân đánh giá về mức độ khó thở. Thì những cái bệnh nhân đến đây thì là những bệnh nhân thường có mức độ từ mức độ 2 trở lên, tức là bệnh nhân thường khó thở khi mà đi 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 bộ mà cùng ta không vượt theo với những người cùng tuổi, hoặc là những cái bệnh nhân mà đi bộ chỉ khoảng 200 m, 300 m là bệnh nhân đã xuất hiện cái tình trạng là khó thở rồi. Và sau khi mà đánh giá về cái điều trị sau ghép tế bào gốc ấy, thì có đánh giá lại hàng tháng của bệnh nhân. Hàng tháng của bệnh nhân thì thấy rằng cái chỉ số sau 3 tháng, 6 tháng thì bệnh nhân về cái chỉ số MRC thì nó cũng liên quan đến vấn đề gắng sức thì nó cũng cải thiện nhưng mà nó chưa cải thiện được rõ rệt và cũng chưa cải thiện được nhiều. Thế và trong số 9 trên 9 bệnh nhân thì cái chỉ số về cải thiện về khả năng đi bộ 6 phút thì cũng có một, tức là cũng có khoảng 2 với 3 bệnh nhân là nó cải thiện thực sự là rõ rệt cái chỉ số đấy. Thế tuy nhiên là với cái số lượng bệnh nhân quá là ít mà đưa ra những cái thống kê về mặt tỷ lệ trung bình thì thực sự là cũng rất là khó để mà đánh giá được cái sự khác biệt ở đây. Vâng, thì cũng hy vọng là khi sau này khi mà điều trị được cái số lượng bệnh nhân nhiều hơn thì mới có thể đưa ra được cái phân tích kỹ càng hơn trong cái việc mà có thực sự là giữa 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 cái MRC cũng như các cái chỉ số và cái test đi bộ 6 phút thì có thực sự là có ý nghĩa với nhau hay không. Vâng. Vâng, cảm ơn thạc sĩ Thúy.